Năm nay xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện sớm, sâu hơn trung bình nhiều năm nhưng mà khả năng ít nghiêm trọng hơn so với mùa khô của năm 2016 và 2020. Tuy nhiên, công tác ứng phó được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại Vĩnh Long, trong những ngày qua thì một số cống đã được đóng khi mà độ mặn ở ngưỡng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Phóng viên Quốc Thới sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý khán giả, đây là cống Dũng Liêm thực hiện nhiệm vụ điều tiết nước cho hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Khi độ mặn trên sông đạt ngưỡng 1/1000 thì ban quản lý cống sẽ vận hành đóng cống lại để ngăn không cho nước mặn tràn vào nội đồng, đảm bảo sản xuất cho người dân. Cuối tháng 1, độ mặn bắt đầu tăng dần sắp xỉ 3/1000, dự báo đỉnh mặn sẽ rơi vào tháng 2, tháng 3 với nồng độ cao nhất phía sông Cổ Chiên tại cống Nàng Âm khoảng 5,5 đến 6,5/1000. Với tình hình trên, tỉnh Vĩnh Long có khả năng đối mặt với nguy cơ nguồn nước bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân và hè thu. Tuy nhiên không gây gắt. Thực tế từ đầu mùa khô đến nay, độ mặn cao nhất xuất hiện tại Dũng Liêm chỉ đạt 2,7/1000. Năm nay công tác đo mặn được ngành chức năng tỉnh triển khai sớm từ giữa tháng 12 năm ngoái. Hàng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh đo từ 8 trạm đo mặn cố định và thông tin nhanh qua hệ thống SMS đến gần 1.800 đầu số và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện, xã. Đồng thời thông tin nhanh đến các tổ hợp tác xã và mọi người dân biết để chủ động trữ nước ngọt trong nội đồng phục vụ sản xuất. Sự phối hợp giữa địa phương và người dân rất chặt chẽ trong ứng phó với xâm nhập mặn. Thế nên hiện nay dù đang là cao điểm nhưng những cánh đồng vẫn được đảm bảo an toàn, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi. Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm trên diện rộng ở miền Bắc trong ngày hôm nay và ngày mai. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống, ảnh hưởng đến một số nơi của Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất của đợt rét này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 cho đến 13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13 cho đến 16 độ. Còn trên biển, không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 cho khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Từ chiều nay, khu vực biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.